về cho. Không. Chê hả? Chê xe em hả? Chê em đúng không? Lễ ứng rồi. Chê xe em ghẻ này quý anh đã. Chị thích ngồi xe xe ôm mà không thích xe em. Xe em xịn lắm đó. Xe em ôm mấy tỷ đó. Ứng ứng rồi. Xin chào quý vị khán giả đã đến với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Hiện tại em đang có mặt tại ngã tư đường Phan Văn Trị với là Phạm Văn Đồng. Thì hôm nay trên đường đi làm về, nhưng mà đi ngang qua ngã tư này thì em có gặp một cái hoàn cảnh rất là đáng thương. Có một cái chị bán tăm bông mà em thấy hình như là chân chị bị liệt, không có thể đi được mà phải đi rất là vất vả ở trên một cái nạn. Thì em cũng muốn ghé lại hỏi thăm câu chuyện của chị như thế nào. Thì bây giờ em sẽ tới hỏi thăm chị nha quý khán giả. Đây, xin mời quý khán giả đi chung với em nha. Đây quý khán giả, đây chị đang bán tăm ở ngay ngã tư đường Phan Văn Trị với là Phạm Văn Đồng. Đó, chị đi đứng rất là khó khăn. Đây, để giờ em chắc em ra em đỡ chị vô trong này cho dễ nha mọi người. Cô ngồi được không? Cô ngồi được không? Cô ngồi ở dưới cho nó dễ, ngồi dưới cho thoải mái ngồi đó hả? À, đây, cho con quay cô xíu nha, con quay nói chuyện với cô xíu nha. Đây để gắn cho cô cái mic nói cho dễ. Đây, cô tên gì cô? Cô tên Niên. Cô tên Niên hả? Dạ. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Rồi, năm nay 43 rồi. 43 hả? Dạ. 43 tuổi? Dạ. Dạ. Cô là mình ở đâu? Cô ở Thanh Hóa. Cô ở Thanh Hóa hả? Dạ. À, cô vậy, vậy là cô đang, giờ cô đang ở đây với ai? Ở đây bố mẹ nuôi. Bố mẹ nuôi hả? Dạ. À, là bố mẹ nuôi cô, bố mẹ nuôi của cô hả? Dạ. À, là ở đâu, mình đang ở đâu cô? Cây tấm. Cây châm hả? Cây châm Gò Vấp vậy hả? Vâng. À, là cô ở với bố mẹ nuôi. Vâng. À, cô bán cái này, cô bán này bao lâu rồi? Hôm nay năm rồi. Cô bán cái này lâu chưa? Cô bán đây với cả cô bán tăm bông. Hôm nay năm rồi. Hả? Hôm nay năm rồi. Hai năm rồi hả? Dạ. À, mà cái này là chân cô này là cô bị gì đấy? Gần đến trong lòng mẹ. Là bị từ trong bụng mẹ rồi hả cô? Vâng. Ồ. Nhưng mà cô có biết là bị bệnh gì không? Bại não có tiến đinh. Bại não hả? Bại não có tiến đinh. Ồ. Nên là nhà cô, vậy là bố mẹ cô giờ ở đâu? Bố mẹ ruột đấy. Bố mẹ ruột ngoài quê. Ngoài quê hả? Ngoài quê, không còn nữa. Không còn nữa hả? Không. Là bố mẹ ruột là mất rồi hả? Vâng. Vậy là... Là một mình kỳ, không có ai nên... Là bố mẹ cũng chỉ có một mình cô thôi. Vâng. Không có anh em gì khác không? Không có ai ạ. Thì nên ra lấy cuộc sống ra. Không có ai cả. Không có ai hết. Còn bố mẹ nuôi này là sao cô, mà sao cô được nhận nuôi? Bố mẹ là thầy tôi tí á. Ờ. Nhưng bố mẹ nuôi. À, bố mẹ nuôi. Ê. Là bố mẹ nuôi là nhà ở đây luôn hả cô? Vâng. Ờ. Thì đưa anh dạy kỹ ra nhà ai thì cũng biết. Thì có một mình thì. Ờ. Vậy là nhưng mà nhà của bố mẹ nuôi là nhà trọ hay là cũng là có nhà ở đây luôn cô? Tại nhà thuê. Ở nhà quê hả? Ừ. Bố mẹ nuôi cô làm nghề gì? Anh lái, anh tàu. Anh bố mẹ đi đang chỉ. Bố mẹ nuôi không làm gì hết hả? Bố mẹ nuôi không có làm gì, chỉ ở nhà thôi hả? Anh
không cổ đi ra mẹ nha, đâu có ra quần áo đó à. À là bố đi làm nhưng mà mẹ chỉ ở nhà giặt giũ quần áo thôi. Ừ. Là bố làm gì cô? Bố kiểu gì? Không biết hả? Không biết làm gì hả? Đấy, một ngày tụt đến kỳ của mình. Vậy là, nhưng mà sao cô bị như này, cô không ở nhà mà cô vẫn đi bán? Thật ở nhà lại chỉ bán à. Một ngày cô bán ngày được, cô bán được nhiều không? Được kể chơi, được dù thẩm chứ không được nhiều á. Dù thẩm hả? À. Mà đây cô ấy đi nhà này, để em đi thấy cái chân này bán mà đâu có mời được đâu, đâu có mời ai được đâu. Phải ngồi này chỗ thôi chứ cô đi làm rất là khó khăn. Cô phải là ngoài ba mẹ nuôi là giờ là cô chỉ ở một mình chứ đâu có chồng con gì hết nữa đúng không? Không có, cô về rồi. Cũng trông coi. Rồi một ngày đi bán vậy cô bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 2 giờ đến 10 sáng đến 6 giờ mà 10 giờ về mà 10 sáng ạ. Sáng hả? 6 giờ đến 10 giờ về. Sáu sáng là 6 giờ đến 10 giờ về. Người tiêu 2 giờ đến 10 giờ về. Chiều là 2 giờ đến 10 giờ tối về. Vâng. Là vậy là cô là rồi cô bắt xe ôm đi về hả? Vâng. Tiền này tiền cô bà cô đi bán thế này là về cô giữ hay là cô đưa cho bố mẹ nuôi? Cô giữ. Cô giữ hả? Cô giữ để cô giữ được. Chứ còn bố mẹ nuôi có hỗ trợ cho cô không? Có cho thêm tiền cô không? Có. Có hả? Có trên nhà trên hắn là bố mẹ lo. Chứ mà anh được chứ tin nha thì tin anh nha bộ mềm đó con đi tìm để ra tên của chị à. Là cái này là mình kiếm mình giữ riêng cho mình thôi à. Còn nhà tiền ăn uống là bố mẹ nuôi là bố mẹ lo cho à. À. Vậy là cũng đỡ đúng không? Cái này là mình nhưng mà mặc dù là có bố mẹ hỗ trợ nhưng mà cô vẫn đi đáng bán kiếm tiền để lo cho mình. Đó, chứ không có phải tiền như thế này mà ở nhà đúng không? Đi cũng đã rất là thương. Chân này đi lại rất là khó khăn. Tại vì bây giờ là giờ cái này là nó giống như là nó bị bại liệt luôn rồi hả cô? Gần cả hai chân không đi được. Hai chân. Là ngoài quê là bố mẹ mất hết. Vâng. Rồi một thân một mình vào đây. Vâng. Vào đây rồi làm sao mà cô gặp được bố mẹ nuôi? Bố mẹ nuôi từ đường về thử về. Gặp ở trên đường vậy thôi hả? Gặp trên đường rồi bố mẹ thấy tội quá rồi bố mẹ về nhận nuôi. Là bố mẹ nuôi nhận nuôi cô bao nhiêu năm rồi? Hả? 2 năm luôn đó hả? À, là lúc cô Sài Gòn là cô là nhận nuôi, là gặp tên là nhận nuôi luôn. Thì bạn cưới quả đi đâu, mọi người đi đâu với tập. À, bán ở đường Nguyễn Văn Khóa. Xong là đi họ đi ngang, bố mẹ tôi đi ngang rồi thấy rồi hỏi thăm rồi về, rồi đưa cô về ở chung. Vậy tính ra là cô cũng còn may mắn là gặp được người giúp đỡ mình đúng không? Cũng may là gặp được bố mẹ nuôi là nhận nuôi mình rồi, còn mình có chỗ ăn chỗ ở. Nhưng mà bây giờ là cũng đi, cô vẫn cố gắng đi bán hàng ngày. Đồ ăn đồ uống hàng ngày cô đi bán rồi sao? Có nghĩa là mình chia ra 2 ca là khi nào bán xong rồi mình lại quay về nhà mình ăn uống mình mới quay lại đây mình bán tiếp hả? Không bán nguồn quá. Bán ăn nguồn cơ. Ăn dọc đường luôn hả? Không về nha, còn về anh khi anh đi sậu giờ hay là bảy giờ á anh nói ôi đừng còn về cái cỡ chị thường lắm người biển đã nhưng mà thấy cô mặc dù vậy nhưng mà thấy cười suốt à, thấy cô không
đi bán này có vui không? Có chứ. Ừ, vui. Vui hả? Có nhiều người, có người nhiều người mua giúp cô không? Có. Có hả? Cho có người nào cho tiền cô không? Có. Có hả? Rồi bữa giờ tích cóp 2 năm cô tích cóp được nhiều chưa? Được nhiều. Được nhiều hả? Sắp xây nhà được chưa? Sắp xây được nhà chưa? Được rồi. Tích cóp này chắc sắp xây được nhà luôn rồi hả? Cái nhà gồm mê rồi đấy cơ. Gồm mê rồi rất nhiều tiền. Bình thường chị thích ăn cái gì? Bình thường á. Bình thường có thích ăn cái gì? Uống nước ngọt. Thích uống nước ngọt hả? À. Bán hơn gần 10 giờ rồi này, giờ để con chở cô về nha. Không, chở chị đã ngồi đây đây đi hồi thị. Hồi thị hồi chở về chứ. Kiểu thế em á. Không ngồi xe em được hả? Không. Em chở về cho. Không. Không. Chê hả? Chê xe em hả? Chê em đúng không? Để không coi. Hãy chê xe em kể này quý anh đã. Chị thích ngồi xe ôm mà không thích xe em. Xe em xịn lắm đó. Xe em ôm mấy tỷ đó. Đúng rồi, kì anh nó khủng đấy. Thôi nói chứ, bữa nay về sớm đi để em chở về cho. Không. Để em mua hết chỗ này cho em chở về cho. Không hả? Vẫn nhất quyết không. Lên. Ơ chị đi đâu vậy hả? Chị ra thôi hả? Ra đây hả? Ra thôi, lấy về cho anh thầy anh từ bế. À, vậy là có anh xe ôm ruột rồi đúng không? Có anh xe ôm ruột ngày nào cũng đưa đi đón về đúng không? Ừ. Trời ơi, em đi không chịu đi xe của em. Trời, thì là em biết rồi nha. Có mới rồi nha quý vị đã. Trời ơi. Dễ thương quá à. Đây, trên tay đeo cái gì đây? Nhẫn gì đây? Nhẫn anh tặng đây hả? Phải không? Cái nhẫn của anh xe ôm tặng chị đúng không? Trời ơi, chị ra đi, em lấy ra cho. Đi được không em đỡ. Em lại ghé thăm chị nhé. Vâng. Rồi em chào chị nha. Vâng.